Lấy. Đẹp cô vô cho mày dễ đe đây anh. Dặm cô cho lướt luôn, cô lướt gần tới trời quay luôn, vàng mất rồi á. Dứt lên thử tí trong dầm lại coi. Đó không được rồi. Rớt rồi nhé. Đó coi như cái đó là bị trừ điểm rồi đúng không? Cái gì? Tại vì cán mất, bánh xe cán mất. Cái túi hả? Ờ, cán bạch vàng. Dứt lên chút xíu nữa hả? Tập coi như trước. Vài bữa mình vô cái trường lái Hồng Bàng mình để ý coi mấy cái chỗ và cái điểm nó chấm chấm á. Cái màu xanh loại ngang đó là ngang người á. Nó đang giống hết hả? Nó đang giống không, giờ không phải bị rớt rồi, giờ không rớt rồi được rồi. Mai không kéo nữa. Cán hết thấy không? Cầm ngay cái mức mức tâm giữa nè, mình cứ lái thêm mức tâm giữa luôn. Còn hơi vô sâu á, còn cái bánh xe là cán vô cái vạch vạch trắng tim đường. Quay chỗ con, quay chỗ con hay để nguyên hả? Cái này là mình canh của xe nha, không thay rửa. Vừa dặm côn vừa dặm thắng đi từ từ thôi đâu. À, đẹp luôn á. Vừa nhích mũi xe đánh hết nhanh đấy. Rồi. Khác lúc nãy liền không? Đó, cái chỗ này đâu có đèn kia đâu, thấy không? Vừa cái người mình que hơi hơi gần nữa rồi đánh. Cái người vừa gần ngang vừa mặt. Mở rộng ra, từ từ thôi. Đừng đi ghe đi một côn thôi, rồi đánh. Vô đoạn đường quanh con à, rộng này là vừa chính xác luôn á. Nãy mình đánh nó hơi hẹp. Bánh đi ven mép ngoài. Tới luôn, tới luôn. Đó. Chính xác luôn, đúng đánh gì là đúng rồi, tới rồi, chính xác luôn á. Rồi. Thế tiền bao nhiêu vậy? Đánh bè. Côn. Nhớ chân côn. Tắt máy rồi. Quên. Trên máy này rớt luôn á. Trên máy đầu rớt, trừ 10 điểm. Theo tín hiệu biển báo á.
đi cứ nhớ tân côn thôi, đi bằng chân côn thôi. Mấy chỗ mà góc cua rồi là mình cứ đừng có đạp ghe, đạp côn thôi. Chậm như một cái trên xe này đỏ. Rồi lên luôn em Vân, cái chỗ thầy có chỗ đó. Mở rộng lên, mở rộng lên trước. Anh luôn em, được rồi, hết lái rồi. Vô á. Tới đi, cứ tới đi. Từ từ. Rồi đi bằng côn thôi, côn với thắng. Anh hết lái. Được á. Không, cái nhít, để cái nó nhít từ từ, cái côn nó nhít sẽ nhít từ từ. Thấy vừa thấy cái mép là đánh thẳng lại. Không sao đâu, còn đứng cái vạch trắng như thế mà. Có hẹp không? To. Rồi, đánh sớm. Thật lạ luôn. Rồi, rút luôn, chở thẳng đầu xe luôn. Cái đó hơi nhanh, côn với lại thắng á. Côn với thắng. Cán gì? Đâu mà cái chỗ vạch đó nó không có cái dây hơi đâu cho á. Không có dây hơi không ta? Nếu mà cái vạch trên kia có dây hơi để mà cán, cái tính cán vạch không ta? Cán vạch trừ 5 điểm anh ơi. Cái mặt trắng. Rồi. Cua rồi cua đèn phía đó xanh đỏ. Vài bữa đường rộng mình hơi ra rộng tí xíu để ôm cua nó dễ. Rồi đánh vừa ngang vai với cái vạch ôm cua là đánh liền. Chờ cua trái hả? Rồi đi chậm. Chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi, chứ chậm để gì thôi. Cần thiết thì cứ dừng lại, không thể là lỏng người thôi. Rồi. Thẳng cái đây. Cái đầy đặn này. Thẳng cái người mình đó, vừa nằm giữa cái đường mình này, đường này nè. Là mình đánh là vừa từ từ. Để cho chẳng. Ở khúc này đánh là vừa nè. Đó, vừa giữa đánh. Đánh đi, đánh đi. Đúng rồi đó. Rồi. Côn Vân này nó không có giữ chắc á, bị giật giật mấy lần thấy không? Cứ cho chân côn mà nó. Dạ. Mặt quá. À. Mỏi đi chân. Nên lâu lâu mà tới mấy chỗ này mà dừng được á thì mình có thể nghe xa này Vân thấy không? Vạch vạch xanh nè. Cái này chưa biết luôn hả? Đó. Đó, vạch xanh này đó, cái chỗ đó chính xác. Quát rồi. Rồi chạm vạch. Rồi, chỗ đó chạm vạch. Đây nè. Đó cái vạch xanh nè. Này. Rồi, đường đẹp rồi. Đi rồi bữa nhìn để mấy cái vạch á. Mình để cho nó trôi lướt ra nói á. Cái dặn côn xong nó trôi từ từ. Nó trôi nó dừng lại á. Trời sao dừng nước. Đây chỗ tăng tốc đây. Từ từ, còn tới đó. Dặm hết ghe luôn. Cũng được. Rồi dặm. Rồi xét luôn. Dặm đi anh. Ủa cái đó
rồi dặn luôn lại. Dặn lại về số 1. Qua cái chỗ đó là mình cũng tăng tốc rồi, số 2 cũng giảm lên tăng tốc luôn chứ. Nó mới lên được 25. Số 1 tăng tốc lên số 2. Lên số 2 chứ. Số 2 để ra trôi gì hả? Số 2 nên đạp ga đạp không thì để nó trôi luôn. Nói chung là đủ lên được tốc độ 25 km/h thôi vậy. 20. 25. 24. Nhớ 25 mà. Nhớ 25 km/h. Tốc chỗ đó tu máy là cho phép vượt qua 4.000. Đắt vòng xe, đầu xe. Vòng xe không nhìn bên này vòng, nhìn đâu vậy? Đừng có nhắm mắt đường, ở đây đi thoải mái mà. Tại vì đâu sao đi xét luôn được rồi đó, quay luôn từ từ thôi, rộng rộng thôi, rồi vừa ngang cua không. Vừa gần ngang cái vai mình cái là cái chỗ máy động cua nè, là mình cua liền đó, chứ quét cái là thì nó vượt qua cái lề đường người khác. Rồi, có số 3 luôn, tắt cái nhanh rồi.